Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà người ta thiết kế và chế tạo ra một cái con chip ha. Thì các bạn thường hay nghe trong những cái clip trước, các bạn thường hay nghe mình nói là cái system on chip á, đúng không? Thì mình ví dụ ha, con chip nó sẽ như vậy nè. Đó, như con này là con CPU 2G, RAP 2G của Nokia. Đây là con LAT, không, con LAT nó chồng trên. Nè. Bạn ha. Đây, nó chồng trên rồi ha. Đây là một cặp nó, thì chúng ta hay gọi là cặp chương trình đó, mà đây là cái xu thế các bạn, xu thế của những con chip sau này đó, nó sẽ đi theo cái hướng này hết các bạn ha. Nó chồng lên đây nó tiết kiệm diện tích á, hoặc một cái điện thoại mà nhỏ mỏng đúng không, mà chức nhiều chức năng thì buộc tích buộc cái lao động nó phải tích hợp thôi. Thì trước khi đi vào cái system on chip nó như thế nào thì chúng ta phải phân tích về cái chuyện ngày xưa đi ha. Hồi xưa thì một cái điện thoại nó sẽ gồm rất là nhiều cái linh kiện các bạn, ví dụ như con này con vi xử lý ha, vi xử lý đúng không, rồi nó muốn có camera thì nó phải có thêm một con xử lý camera nữa không, con này con camera, nó muốn ra cái mà màn hình mà to to mạnh mạnh các bạn, phải có thêm một cái con xử lý màn hình nữa các bạn, LCD nha, chip chứ không phải LCD nha, chip LCD. Rồi cái con này nó sẽ đưa ra cái màn hình nữa các bạn ha, LCD đó. Còn cái nó con này nó cũng sẽ quản lý cái phần tút luôn ha, tút, hoặc là nó sử dụng một cái con tút riêng nữa các bạn ha, con IC tút bạn không đó. Wi-Fi thì nó sẽ có thêm một cái con là xử lý Wi-Fi không, con này sẽ đưa ra cái con công suất Wi-Fi ha, power amply gì đó đúng không, công suất Wi-Fi đưa ra anten đúng không đó. Rồi thẻ nhớ thì nó phải có thêm một cái con để xử lý thẻ nhớ nữa các bạn, MMC đúng không? Rồi sạc ha, nó có thêm con quản lý sạc nhỏ nữa đúng không? Không hay có con nguồn không, con nguồn cấp cho xử lý. Con này có thể có thêm những cái con nguồn nhỏ nhỏ bạn, không? Còn những con nguồn nhỏ sẽ cấp cho con này. Đó. LCD có thể nó cấp nguồn cho con này đúng không? Con sạc cấp nguồn lại cho con này. Không, MMC đã có thêm một con cấp nguồn cho thằng MMC này nữa các bạn. Nó linh tinh lăng tan vậy các bạn, rất là nhiều linh kiện các bạn không? Đó. Rồi xong rồi phải có cái con trung tần để phát sóng, mà đưa ra con công suất phát sóng không? 2G đưa ra con công suất 3G đúng không? Không, chưa kể có thêm một cái con nguồn nhỏ nó cấp áp lại cho con trung tần này nữa đúng không? Phải không? Thì ngày xưa á, lúc mà sửa điện thoại, cái nghề sửa điện thoại xưa bạn có thể là một cái kỹ thuật viên á, họ kiến thức điện tử họ yếu, họ làm không được thì họ có thể chuyển qua cho những người khác làm không. Bây giờ hay mới mới hay có chuyện như là người này sửa không được chuyển qua người kia làm hồi xưa các bạn. Còn bây giờ như thế nào các bạn? Thì bây giờ các bạn biết là những cái con chip này nè không, người ta thiết kế là những con chip như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu bạn tổng quan về nó ha. Thì về cái mà ngành mà thiết kế chip các bạn, thiết gọi là hay gọi là thiết kế vi mạch đó, nó sẽ có hai hướng, đó là một là thiết kế mạch analog và hai là mạch thiết kế mạch số. Và đại đa số ở Việt Nam mình là thiết kế mạch số bạn, thứ analog khó lắm. Thì cái mà trình độ đấy đòi hỏi để mà làm những cái việc đó là đòi hỏi trình độ đại học các bạn, mà các bạn mới học ở những trường đại học danh tiếng như Bách Khoa nè, Sư phạm Kỹ thuật nè, Khoa học Tự nhiên nè, và các bạn phải đạt từ khá giỏi trở lên ha, thì những cái công ty bên chip họ mới nhận. Và họ nhận các bạn vào á, họ cho các bạn thử việc và thực tập đến 2 năm lần. Có nghĩa là các bạn làm đi làm lại những cái dự án mà trước khi mà trước họ trước đó họ đã làm đó, để các bạn quen đi đúng không? Rồi sau đó họ mới cho các bạn làm. Và khi mà họ cho các bạn làm á, ok, thì mình sẽ nói sơ về cái thiết kế chip ha. Ví dụ như đây là con IC 4 chân đi ha. Đúng không? Cho là mình đặt con này là con D flip flop đi ha. Ok. Thì để đó thiết kế cái con này các bạn nghĩ họ sẽ làm như thế nào các bạn? Các bạn nghĩ họ lấy những con chanh si to, những con điện trở, con tụ điện họ gấp 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 họ bỏ vô rồi họ mới chưng ra xong rồi. Họ đổ keo lại thành con chip đúng không? Không phải đâu các bạn, tất cả họ làm cái này là họ đều có cái một cái phần mềm gọi là phần mềm mô lập trình mô phỏng phần mô tả phần cứng các bạn ha. Phần mềm đó ngày xưa thì người ta sử dụng là VHDL ha, còn bây giờ thì nó sử dụng là Verilog. Ok, bây giờ các sinh viên trong trường đại học cũng học cái phần mềm này các bạn, Verilog. Và cái phần mềm này á, nó sẽ mô tả như thế nào? Ví dụ như cái mạch này là nó làm, bây giờ tôi muốn thiết kế cái con chip này đúng không? Nó cái thằng thiết kế chip nó chỉ cần ngồi máy tính nó mở cái phần mềm nó lên. Nó gõ gõ vài dòng lệnh đúng không? Ví dụ như là
Inlet. Rồi, mình đặt tên trước chứ. Oh, module. D. Lip lop, đúng không? Khai báo các chân D, C, L, K, Q, Q phẩy, đúng không? Rồi khai báo chân input. Input gồm có D, phẩy, C, L, K ha. Output, đúng không? Hai chân vô, đúng không? Hai chân ra. Q, Q phẩy, đúng không? Y là cái sợi dây các bạn, đúng không? C, L, K, D đó. Họ khai báo xong rồi họ khai báo những cái dòng lặp dưới này nè, như if, else hay là scale rồi các bạn ha. Ví dụ như bây giờ họ muốn làm một cái con chip and ha, A B C đi ha, thì họ chỉ cần khai báo là C bằng A and với B đó. Và sau đó họ đưa vào những cái trình biên dịch cộng với là những cái thư viện của tùy theo cái tập đoàn ha, đúng không? Nó sẽ thiết kế ra cái con này các bạn, đúng không? Đó. Và các bạn biết nè, những cái con chip này là khi mà thiết kế ra đó thì hầu như ở những cái nước mà phát triển á, họ sẽ có một cái đội ngũ họ thiết kế ra những cái con này ha. Xong rồi họ bắt đầu họ đưa cái file các bạn. Đó là cái file này nè ha. Cái file lập trình này các bạn, họ đưa qua những nước mà đang phát triển á, thì ví dụ như cái team này có khoảng chừng 100 người đi ha, thì một cái team mà để mà test chip á, họ có cái phần mềm á, để họ lập trình, họ mô phỏng những cái trường hợp để test con chip này các bạn ha. Thì có khoảng 1.000 cho đến 5.000 người để test một cái con chip này ha. Nên sau này cái xác suất lỗi của một con chip á rất là thấp các bạn, tại vì biết bao nhiêu là họ đã mô phỏng trên máy tính chạy từ ngày tháng đúng không? Đúng không? Thậm chí là họ mô phỏng xong rồi họ làm ra một vài cái đơn vị chip, giống như mấy ngàn đơn vị chip demo vậy á. Họ demo xong rồi họ chạy thực tế ở ngoài một thời gian rồi họ mới đưa ra thương mại các bạn, nên cái xác suất chip của lỗi của con chip nó cực kỳ thấp. Và tất cả cái test lỗi con chip nó phải dựa một cái biểu đồ sung các bạn, như có dựa biểu đồ sung này không, chip là chạy trên sung các bạn ha, đó không, không họ chỉ cần dựa với biểu đồ sung này thôi, và họ dựa vào những cái sung chạy chạy như thế nào á, và nó sẽ ra cái những cái sung cuối cùng á mà kết quả không đúng á, là họ biết con chip bị lỗi chỗ nào ở cái đoạn nào đó, họ sửa 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 các bạn. Nên bây giờ các bạn biết ha, những con chip như bây giờ như ngày xưa các bạn thấy nha, những con chip cổ như cái công suất của iPhone 4 không, nó chạm chết liên tục, nhưng mà lên bắt đầu 4S không, lên iPhone 5 5S có bao giờ các bạn thấy nó chết công suất không? Không bao giờ đúng không? Wi-Fi của 4S á, hư Wi-Fi là 90% là do con Wi-Fi lỗi đúng không? Mà lên 5 5S đó, cái tỷ lệ wifi giảm wifi lỗi giảm xuống còn 10% đó các bạn. Nghe thấy chưa? Phát triển chip đến ghê gớm đến vậy á. Mà bây giờ là nó tích hợp các bạn, sau ví dụ như sau một thời gian dài đúng không? Trải qua năm này tháng nọ cộng với lại cái trình độ công nghệ nó phát triển á, thì nó sẽ bắt đầu nó tích hợp tất cả vô một cái con chip các bạn, tại vì nó thấy bền quá mà, những cái đó là hầu như là chạy hoài chẳng thấy hư. Có thể chạy cái 1 năm 2 năm không thấy hư, họ tích hợp vô đúng không? Họ bảo hành máy có 1 năm mà đúng không? Mà chạy đến 1,5 năm nó mới hư thì lúc đó dục đi mua máy khác, đó là cái ý đồ phát triển của họ nha. Ví dụ như bây giờ nha, một cái con CPU đúng không, đây là cái đế CPU đúng không bạn ha, đó bắt đầu họ cũng lập trình nhớ, họ nhồi vô đây nè ha, họ mua cái công nghệ của hàng ARM á, họ nhồi cái con này vô 4 nhân 8 nhân gì đó, tùy thích mua cái gì mua, nhồi vô cái gì nhồi ha. Trong này có những cái thanh ghi đúng không, xong rồi họ mua những cái công nghệ như sản xuất Vega đúng không, nhưng từng cái tập đoàn nó có sản xuất những cái công nghệ mà nó họ bán mà họ bán trong đó lẫn nhau á, nó như Qualcomm đúng không, Qualcomm hay là Nvidia, Apple đó, nó có đều sử dụng công nghệ của ARM đúng không đó, xong rồi họ nhồi cái Vega vô, chip Vega vào tùy theo phát triển thôi ha. Cái chip Vega này nó sẽ đưa ra mấy chân các bạn, nó đưa thẳng vô cái màn hình LCD các bạn luôn, LCD ha, xong rồi nó đưa thêm vài chân nữa ha, đó nó đưa thẳng vô cái Touch Panel, đó là cái cảm ứng á các bạn, cảm ứng bên ngoài đó đúng không? Cụ này nó đưa ra dài chân ha, nó đưa thẳng vô cái camera luôn, camera trước camera sau gì đó là cũng là nó hết, đúng không? Camera trước camera sau mấy chấm tùy theo cái bega này nó hỗ trợ được bao nhiêu chấm này các bạn, đúng không? Có thể là 20 chấm rồi 8 chấm đúng không? Camera trước camera sau nó, cái bega nó đưa ra cổng HDMI để cho các bạn kết nối vô cái máy, vô cái tivi cái máy tính gì luôn, là do bega xử lý hết ha. Đó. Rồi thậm chí là hàng Apple có thể là do mình nghĩ là nó là kỹ sư nó giỏi với bố các bạn. Có thể là do nó vấn đề bản quyền hay gì đó thôi mà nó chưa tích hợp mấy cái modem 2G 3G đó, nên nó còn nhờ hàng
thằng Wacom thiết kế cho nó bằng những cái con gọi là Super Ben các bạn. Super Ben thì gọi là modem 2G, 3G, 4G LTE ha. Nhưng mà riêng cái thằng Wacom á bây giờ nó đã tích hợp luôn bạn. Nó tích hợp cái modem nó vô đây luôn rồi. 2G đúng không? 3G, 4G. Đó, sau này nó chỉ đưa ra con công suất phát 2G, đưa công suất phát 3G, đưa công suất phát 4G. Đó ha, thì họ là vậy rồi đúng không? Wi-Fi á, thì ở đây nó sẽ đưa ra vài chân và ở đây nó sẽ có một cái module Wi-Fi. À. Còn gì nữa ta? Một cái điện thoại bây giờ thì có cái ổ cứng các bạn. Ha. Con RAM thì nằm ở trên rồi, con RAM thường nó đè trên con CPU nè các bạn, nó đè trên CPU ha, đến cái ổ cứng. Ổ cứng không? Nó đưa vài chân ở đây. Đó. Đúng không? Xong rồi cái đến con IC nguồn. Một con IC nguồn quản lý tất cả luôn. Cấp nguồn cho ổ cứng, cấp nguồn cho CPU, cấp nguồn cho công suất. Đúng không? Cấp nguồn cho Wi-Fi. Rồi, cấp nguồn cho camera. Đúng không? Đó. Cấp nguồn cho LCD. Cấp nguồn cho panel các bạn không? Rồi, thì với một cái người mà cái kinh nghiệm làm việc 10 năm, phải không? Ngày xưa phân tích ghê gớm này nọ luôn 10 năm. Ra một cái máy, nhận một cái máy LCD cũng lên, thay LCD cũng được, đo đo đường đứt vô đây. Rồi xong. Cảm ứng không ăn, đo đo đường đứt vô đây. Ha. Rồi camera không được, đo đo đường đứt vô đây. Wi-Fi con này giờ ít khi nào hư nữa các bạn. Đục lên tha thay thế không được, đo đo đường hay đứt vô đây. Rồi xong. Hay những cái con công suất này nè, hầu như mình thấy là chẳng bao giờ nó chết luôn, nó bền kinh khủng luôn. Bây giờ lỗi bo không à ha. Ở những cái mà máy mà cấp thấp á các bạn, nó sẽ tích hợp cái con audio code ở trong này nè, ha, audio code. Không, audio code nó sẽ đưa ra cái loa. Đưa ra cái chuông. Không, nó đưa ra cái mic luôn. Đó các bạn thấy không? Còn riêng còn những cái máy mà cao cấp á thì nó tách con audio code ra ngoài. Tại vì nó muốn âm thanh hay á, thì nó có thể là nó hợp đồng với lại những cái hãng nào mà sản xuất mấy con âm thanh hay như đê mấy như là hãng nào mình cũng quên mất, những hãng như Vitti đi chẳng hạn đi ha, Vitti hoặc là Indifer, là Sport hay là đúng không, em đi em audio rồi họ mình ví dụ như ha, họ thiết kế tích hợp, họ kiếp động những đó, họ cung cấp những cái con chip audio, họ đợi những thì họ đợi con chip audio ở ngoài vậy ha. Thì lúc đó hầu như là mình những cái máy mà bây giờ như cái iPhone 5 hoặc 5S mà mình thấy hầu như mà lo mà không nghe mà bị bo đó, hầu như là mình đo mình thấy toàn bị đứt đường không, mà đứt đường vô cái con audio á, phải đục lên thì mà câu còn dây câu ra không, mà chứ cái con audio thật sự mình thấy cũng chẳng bao giờ mà nó chết hết đó các bạn không. Còn những cái máy như mất sóng của iPhone 5 5S mà máy mấy máy men đẹp đẹp á, men đẹp thì đẹp mất sóng á, ra làm cuối cùng xác định là CPU bị lỗi không à, con CPU bên các bạn không, nó lỗi lỗi thẳng vô mấy con xử lý đó. Còn như mấy con công suất ở ngoài đâu giờ lỗi đâu. Các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái trường hợp như iPhone 5 5S đang xài mất sóng, đem vô cắm cáp ré to báo lỗi một rồi treo cáp đứng cứng đơ ở ngoài luôn các bạn thấy không? Lỗi USB hết. Nên sau này một người kỹ thuật mà có kinh nghiệm 10 năm các bạn thấy không? Xác định rồi xong 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 rồi ngồi đó ngó. Và một anh ảnh tuổi trẻ anh vào anh làm, anh mới có 1 năm kinh nghiệm thôi, ảnh cũng đo được như các bạn thôi đúng không? Có quá đơn giản mà công nghệ tích hợp bây giờ cũng xác định được vậy luôn đúng không? Và các bạn là một người có kinh nghiệm 10 năm đúng không, và một người có kinh nghiệm 1 năm bây giờ nó như nhau hết rồi, thậm chí các bạn còn làm thua những người mà mới vô nghề, tại vì họ có sức trẻ các bạn, và đến đây cái thao tác của họ làm ha, họ chuẩn các bạn, họ còn trẻ mà. Đôi khi các bạn làm một thời gian các bạn có tuổi á, năm 35 các bạn thử lên năm 35 hoặc 40 tuổi không, nếu mà các bạn còn ngồi làm á tay mình run run luôn mà không? Mình biết nó là vậy luôn mà mình làm không được đúng không, trong khi tuổi trẻ nó lên thì cũng có nhiêu đây thôi, nó cũng biết hết nó làm không được. Và nếu mà các bạn mà không có mà lên ở các bạn không có đạt được ở một cái vị trí nhất định nào đó thì thường là các bạn sẽ bị sa thải thôi đúng không, tại vì nếu mà các bạn là một người chủ mà sử dụng lao động okay, ở một cái công việc mà nó không có đòi hỏi cái gì ghê gớm đó, không một người 1 năm vô làm cũng được mà một người 10 năm làm cũng có nhiêu đó à, thì họ trả lương cho cái một người 1 năm á, 1 năm kinh nghiệm, ví dụ họ trả 5 triệu đi, trong khi họ trả các bạn 10 triệu, mà cái công việc các bạn làm cũng y như cái thằng mới vô làm á, không khác gì hết đúng không, thì một thời gian họ cũng tìm cách họ sa thải các bạn thôi, còn không các bạn cũng tự cảm thấy mặc cảm tội lỗi, các bạn tự nghĩ thôi đó. Chưa kể các bạn công nghệ nó phát triển ha, linh kiện nó càng lúc càng nhỏ 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 đúng không, mà trong khi chúng ta càng lớn cái tay chúng ta càng rung, tuổi tác chúng ta càng có, chưa kể 10 năm đó các bạn nó có bệnh trong người các bạn, bệnh này bệnh nọ bệnh lâm á đúng không, rồi làm đâu là tuổi trẻ đâu. Thì cái hướng phát triển thì
Mình nghĩ là bây giờ đó, theo cái nghề điện thoại mà nếu mà các bạn đã làm, tất nhiên các bạn cũng còn mới mà đúng không? Các bạn xem clip mình là chắc chắn bạn còn mới hết, chứ không ai mà, những người có kinh nghiệm rồi họ thừa biết mấy chuyện này, đâu ai thèm xem làm gì đâu, rảnh đâu xem mình ngồi nói làm nó nhảm đúng không? Các bạn còn mới á thì các bạn sẽ đi vô những cái con đường, có thể là con đường mới ha, con đường sửa điện thoại á, nó rất là rộng. Có nghĩa là khi mà các bạn mới vào các bạn làm á, lương các bạn sẽ cao hơn là một cái sinh viên mà học đại học ra mà đi thực tập luôn đó các bạn. Ngã ba đường đúng không? Đây là ngã ba đường đúng không? Thằng đi hướng này ha, lương cao, có thể các bạn mới vào làm lương các bạn có thể được là 5 triệu đấy đúng không? Các bạn từ từ bạn lên được đến 10, rồi bạn lên đến 15 ha. Còn anh này là một anh bạn của các bạn đi, anh học đại học ra, đại học marketing hay đại học gì đó không biết, anh đi một con đường này lương thực tập của anh tháng có 3 triệu à, ha. Và nhưng mà khi mà các bạn làm đó, đến một lúc nào đó các bạn là đạt đến đây, có thể là các bạn đi làm ở cái độ tuổi các bạn 20 đi ha, các bạn 20 đi, các bạn làm đến mà năm mà các bạn 30 đi ha, 30 tuổi bắt đầu cái con đường này hẹp dần rồi các bạn. Ở cái thời điểm hiện nay, ngày xưa điện thoại á, đường hẹp dần rồi đúng không? Nhưng mà cái anh này nè, anh mà học đại học ra anh làm lương tháng 3 triệu á, thì hôm nay mà từ các con đường anh bắt đầu to ra vậy các bạn đó, bạn thấy không, cái con đường nó rộng nha, trong khi đường các bạn hẹp 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 vậy nè đúng không? Và khi mà các bạn đã làm nghề lâu năm rồi đó, các bạn sẽ gặp một cái rào cản đúng không, system on chip đó các bạn, nó là nó lập ngay cái ra cái hàng rào nè, các bạn đứng ở đây nè, đến đây là trận nè nó. Sau này cái tuổi trẻ nó lên ha, nó mới làm có khoảng năm thôi nó cũng đứng ngay vị trí này các bạn rồi, đứng ngay vị trí này đông mà đông nghẹt luôn đó, các bạn thấy không đó. Thì gặp cái rào cản này rồi thì làm sao vượt qua được các bạn. Công nghệ chip người ta phát triển, nó càng phát công nghệ chip càng phát triển càng cao thì cái kỹ thuật, cái kỹ năng các bạn thao tác vô cái men càng thấp ha, các bạn sẽ chững nó thôi. Thì có những một một số người người ta có cái tư duy kinh doanh tốt, người nói chung là người ta có các cách nhận nhận nghề tốt, bạn người ta chuyển, người ta nhảy không, người ta vượt qua hàng rào này và người ta kinh doanh nghề ở Sài Gòn mình, ví dụ như hàng 24 giờ các bạn ha, 24 giờ đó, ha. Thì nó là kinh doanh nghề, có nghĩa là nó sửa điện thoại, nó sửa cho khách hàng là chính các bạn, với lại nó ký hợp đồng với lại những cái hãng đó, nó lớn rồi thì nó ký hợp đồng với những cái hãng đúng không, những cái hãng nó bảo hành đúng không, những công việc nó làm nhẹ nhàng đúng không, nó thịt không à, nó an toàn là thịt thịt cá rồi ngon lắm. Và một anh ví dụ như các bạn nhảy qua, các bạn làm kinh doanh thiết bị để phục vụ cho nghề thì có anh Hoàng Thông đúng không, đúng không? Và những anh này nữa các bạn, ảnh không có cần cái sự nổi tiếng ở trong cái cộng đồng này đâu các bạn, họ chỉ cần là các bạn biết đến họ thôi là được rồi, 24 giờ không bao giờ nó nhận máy sửa các bạn đâu, cho dù mà nó có nhận nó cũng sẽ cô lập các bạn ra, nó nhận một hai máy đầu là nó mở cái máy ra, nó biết cái trình độ các bạn cỡ nào rồi, nó biết là khả năng nó sửa không được á, mà các bạn cứ đưa máy tới nó cứ để yên vậy á các bạn thấy không. Rồi các bạn thích thì các bạn lấy về, không thì các bạn cứ gửi 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 tới mà nó thấy nó làm được nó cứ để yên, nó đâu đụng vô đâu đúng không. Mà một các bạn làm đưa thời gian bạn chán bạn đâu đưa nó đâu đúng không, bởi vì cái mình nói là cái system on chip nó đã phát triển lên như vậy đó, thì các bạn quên đi cái khái niệm là người này làm không được chuyển qua người khác làm, không có, nhưng mà tất cả đều ngang ngửa hết. Ví dụ như giờ cái camera không, nó đứt đường như CPU á, người này làm không được chuyển qua các bạn dám làm không, làm đền sặc máu đúng không, đâu ai dám làm đâu đúng không. Thằng 24 giờ đó nó ăn thịt không à, nó sẽ ao ra những cái máy mà toàn là xương không các bạn, cục xương to nữa không, không phải là nhân viên nó làm không được đâu các bạn, mà tại vì nó xác định được là cái này là làm hiệu quả kinh tế không cao đúng không, mất thời gian mất sức lực mất công lao động của nhân viên nó không làm, nó ao ra, trong khi các bạn đứng ở đây nữa không, các bạn lớp ngớp không, nó quăng xuống hạ họng ở đớp 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 đớp, mà mấy ông mà đứng ở đây nè, thường đứng ở đây là thích thích nổi tiếng đúng không các bạn, nhưng mà xui cái là thích nổi tiếng, mà nổi tiếng ở trong cái nội bộ á, có nghĩa là trong nội bộ những anh em sửa điện thoại ca ngợi nhau, mèo mèo khen mèo dài đuôi đớp đớp cái cục này không ăn, lấy ra ăn xong rồi cái lên diễn đàn rồi nói à 24 giờ sửa không được đem qua mình sửa được, giỏi quá nhưng mà thực ra đang ăn xương đúng không các bạn, không đó. Còn ông Hoàng Thông này nè, ông á, thì ông là chuyên về linh kiện thôi, ông sẽ cần các bạn biết đến ổng để chi, để các bạn mua linh kiện ổng, các bạn mua thiết bị và ổng về các bạn làm được không được kệ các bạn, đâu quan tâm đâu, không bán được không có tiền đúng không. Hai người này nào, nó phát triển kinh doanh rất là tốt. Và các bạn nằm ở đây là nếu mà các bạn mà ví dụ như bây giờ mình làm kỹ thuật đúng không, thì cái tiềm lực kinh tế mình không có, mình đâu thể nào mà làm ra nhảy mà làm được như vậy đâu không, tại vì nếu mà bây giờ cái tư duy mà kinh doanh, cái chiến lược kinh doanh các bạn không tốt, quản lý nhân sự không tốt, đưa các bạn 200 300 triệu ra mở cửa hàng điện thoại đúng không,
thậm chí 2-3 năm sau chắc là các bạn trắng tay luôn các bạn đó. Thì nếu mà các bạn làm ở đây nè ha, thì theo mình đó, là cái hướng nhảy mà mình cũng đang thấp thỏm ở đây các bạn, mình cũng chưa có đạt được đến quá trình mình đang thấp thỏm đây nè, và mình đang cố gắng nhảy lên giống như là bây giờ là lên quản lý đi ha. Ví dụ như ở 24 giờ nè, họ sẽ cần những cái người quản lý các bạn, không những quản lý cần 3-4 người gì à, chứ không có nhiều đâu. Quản lý ha, họ sẽ quản lý những cái nhân viên ở dưới, và ông chủ họ ông sẽ giao cái quyền quản lý lại cho những người này, ông đi làm những chuyện khác cao cả hơn, những chuyện khác mà đem lại thu nhập cao hơn. Cái này thì vẫn đem lại thu nhập, những người quản lý này quản lý tốt đem lại thu nhập cho ảnh đúng không, bằng thông cũng vậy đúng không, họ làm những chuyện khác rồi chứ họ không có đi mà ngồi xuôi điện thoại như chúng ta nữa đâu bạn không đó. Còn nếu mà các bạn mà không nhảy lên chức quản lý mà các bạn ở đây á, thì các bạn nếu mà các bạn hài lòng với công việc của mình á, các bạn hài lòng với cái việc như là giờ mình làm 10 năm 20 năm sau mình cũng chỉ bằng cái thằng 1 năm 2 năm vô nghề thôi, thì các bạn cứ ở đây ha. Mình chỉ sợ đến lúc đó, đó các bạn buồn không, các bạn nhảy việc không được thì các bạn lại ra cầu Sài Gòn các bạn nhảy cầu bạn tự tử, thì lúc đó là không không hay ha đó. Thì mình hiện giờ mình đang ở đây nè, còn thì mình chỉ khuyên các bạn nếu mà các bạn đang ở những cái bước này nè các bạn ha, nếu mà các bạn xác định theo được nghề các bạn nhảy qua đây các bạn lên đây luôn thì không nói, còn không thì các bạn rẽ qua một những cái hướng khác đi đúng không, có những cái hướng khác đúng không. Có thể nếu mà nhà các bạn có được đất đai, có được trang trại, có được ruộng đồng nữa, các bạn có thể về các bạn tại khi mà các bạn lên thành phố các bạn làm gì rồi các bạn sẽ đạt được một cái tư duy, có nghĩa các bạn được tiếp biết cách tiếp cận khách hàng, biết cách chào hàng nữa không, các bạn về các bạn phát triển trang trại đúng không, các bạn nuôi những cái con nào đó như phục vụ ăn nhậu, các bạn trồng những cái nông sản nào mà hả, cần thiết những cái rau sạch đâu đó không, tính ra tại vì mới biết hả, có rất là nhiều người hả, người ta bỏ cái thành phố người ta về thành quê người ta đầu tư trang trại mà bây giờ người ta thành tỷ phú phải không, trong khi các bạn ở trên này hả, lóc nhóc lo nhoi nữa không, làm việc lương tháng chắc mình nghĩ chắc chỉ đủ sống thôi đó. Còn những bạn mà cứ mà ngồi ngớp bên đây nè các bạn thấy không, cái tư duy nhiều khi á, tư duy mình kém thì mình lại bắt đầu á, ở đây là mình chuyển qua hướng bên đây không, chui vô cái ngõ cụt tiếp tục làm không, bu nguyên một đám ở đây nè, lúc này cuộc sống bắt đầu khó khăn không, bắt đầu hả ganh đua đố kỵ rồi nói xấu lẫn nhau á, rồi để mà tồn tại. Ví dụ như một thằng khách đem qua cửa hàng này sửa không được, cái nó đem qua cửa hàng kia nói bên này luộc hết rồi, bên này phá, bên này này nọ, để bắt đầu níu kéo khách hàng giữ khách bằng những cái thủ thuật đó thì nó lại không có hay các bạn thấy không. Các bạn cố gắng đừng có để vô cái này, tại vì xu hướng cái phát triển của công nghệ là nếu các bạn theo nghề điện thoại các bạn không nhảy lên được những cái không vượt qua được hàng rào này các bạn sẽ chui đầu ở đây hết nè, chắc chắn 100% bạn sẽ chui đầu ở đây hết thôi đó. Và khi mà các bạn chui đầu vô đây thì mình nghĩ các bạn lúc này các bạn đã nằm ở độ 35 đến 40 tuổi thôi các bạn ha. Còn mà những người bạn của các bạn hồi xưa đó làm lương thấp hơn các bạn bây giờ, họ là nằm ở đây 35 hoặc 40 tuổi đúng không, bây giờ họ bắt đầu có tiền, họ đi tìm nhà đúng không, họ tìm một cái căn nhà nào đó vị trí thuận lợi, đè vị trí đẹp thuận lợi phong thủy tốt, gần bệnh viện, gần trường học, gần chợ đúng không, và cái dân cư xung quanh đó nó tri thức nhiều không, hài hòa. Còn các bạn ở đây nè, các bạn cũng đi tìm nhà, nhưng mà các bạn tìm cái nhà nó thì cà rẻ để các bạn thuê thuê để ở, chứ tiền đâu mua bạn đúng không, làm gì mà có cửa mà mua nổi đó. Rồi xong rồi ở bên này nè không, bạn của các bạn lúc này họ sẽ có tiền, họ sẽ mua chiếc xe hơi nào đó để phục vụ công việc, phục vụ đi công tác hoặc là phục vụ gia đình du lịch. Còn các bạn bên này các bạn cũng đi tìm xe, nhưng mà các bạn tìm một chiếc Honda xe số nào đó cũ cũ như quay này nọ để các bạn chạy đi làm kiếm cơm mà hao tốn xăng ít đúng không, để dư tiền ra trang trải cuộc sống, hôm nay ăn gì rẻ mai ăn gì rẻ đúng không. Nó mỗi ngã rẻ nó đều có một cái giá trị đúng không. Thì mình ở cái video này mình chỉ dừng ở cái việc giống như là mình chia sẻ thôi, mình cũng đang ở đây thôi chứ mình đâu có hơn như các bạn đâu, mình cũng đang loay hoay nè. Nếu mà mình cố gắng không, mình sẽ lên đến đạt đến những cái này. Nói chung là mình ở độ tuổi của mình là vẫn còn ở đây là mình thất bại, mình là người thất bại rồi. Và ở đây mình chỉ chia sẻ cho các bạn, để cái khi mà các bạn ở đây nè, các bạn đừng có cố gắng mà lên đây thất bại như mình thôi. Các bạn cố gắng ở một hướng khác ha. Còn mà các bạn mà muốn thành công hơn đó, thì các bạn có thể lên liên hệ với những cái người thành công ở trên này nè. Họ sẽ có những cái chia sẻ hay lắm. Không, muốn thành công thì phải học người thành công, còn mình thất bại đây rồi các bạn học mình để làm gì không, không lẽ các bạn đi theo mình đó. Nếu mà mình mà cố gắng mình không lên được cái này đó, thì mình cũng sẽ bắt đầu mình chuyển qua hướng khác thôi, chứ mình không có cắm đầu cắm cổ đi theo hướng này đâu các bạn. Các bạn thấy không, nghề số điện thoại tương lai thì có người nhiều người nói với mình nó điên điên khùng khùng, nói chuyện khùng khùng điên điên các bạn biết không. Tại vì sao, tại vì á, họ nói là dân gì điện thoại bây giờ mỗi người có một cái, có người xài điện thoại thì sẽ có người sửa điện thoại thôi,
Đúng rồi, thì mình đâu có nói nghề điện thoại chết đâu, mình chỉ nói nghề điện thoại một lúc nào đó các bạn làm, các bạn nếu mà tư duy không tốt thì các bạn sẽ đạt đến lúc này nè, lúc đó cuộc sống các bạn như bây giờ đơn giản như các bạn thấy một người thợ sửa điện tử, sửa tivi ha. Nhà mình có ba cái tivi, nhà các bạn có mấy cái, mình nghĩ chắc cũng ba bốn cái đúng không? Mà giờ các bạn ra bạn tìm thấy người thợ sửa tivi bạn tìm ra không? Hiếm lắm các bạn, không? Hầu như bạn tìm được thì cái cuộc sống của họ cũng khó khăn lắm, đúng không? Nên các bạn mà muốn phát triển thì tùy thôi. Tùy theo các bạn, cái tư duy của các bạn định hướng theo cái hướng nào ha. Cuộc đời có thay đổi hay không là chính là do cái tư duy của mình nó có thay đổi hay không các bạn, đúng không các bạn? Thôi mình dừng cái video clip này ở đây ha. Các bạn có trao đổi các bạn cứ để lại cái comment bên dưới á. Thì anh em mình trao đổi xem cái sự phát triển của cái nghề điện thoại này sẽ như thế nào ha. Có thể là mình đúng, cũng có thể là mình sai. Thì thời gian sẽ trả lời thôi ha. Cái dù sao cái video này cũng còn nằm trên YouTube lâu mà. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.